Lúc nãy chưa bấm quay. Ok, hôm nay thì mình đang có mặt ở Sài Gòn. Rồi, hãy phát biểu cảm nhận của anh khi đến Sài Gòn ngày đầu tiên. Sau vài tiếng. Ok, và giờ nhà thờ Đức Bà thì chúng mình sẽ tiến ra sông Sài Gòn để hóng gió. Bây giờ là đang là mấy giờ chiều rồi. Chạy chạy nhanh nhé. Sao con chim này không bay nhỉ? Xin chào, tên là Yến Ly. Chào mừng các bạn đến với. Vì trong này rất là nắng nên là lúc nào mình cũng phải mặc áo khoác các bạn ạ. Áo dài tay, không thì mình sẽ rất là đen. Các bạn đang ở chung cư 42 Nguyễn Huệ, nằm ở quận 1, chính là chỗ của đi bộ đấy. Mình thì cực kỳ thích đến chỗ này, nhìn rất là hay ho, xịn sò. Mình đã từng ở trên đồi Bùi Hầu ở tầng 7 đây. 2 năm trước mình đã từng lên kia ngồi một mình các bạn ạ, tủi thân vậy. Khác với phố đi bộ Hà Nội thì là quanh ven hồ, còn ở đây phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là thẳng một dọc đường thôi, đó là một đường hình chữ nhật, chắc là hình chữ nhật. Thì cảm thấy ở đây không nhiều hoạt động lắm, chắc vì dạo này đang là dịch nên mọi người hạn chế đi ra ngoài. Ôi, các bạn ơi, thề luôn là mây kìa. Sao kiểu ảo vậy nhở? Đó là người đứng đây các bạn ạ. Anh Thế Hàn. Anh Thế Hàn. Chỉ đứng với tượng xem ai đứng được lâu hơn. Rồi. Giờ rút thằng tiền của tôi mới. anh ra đút cho anh tiền 10.000 của em ơi. Đứa khổ. Đưa tiền đi, tiền đấy. Đứng khổ quá. Đưa làm chủ anh. 20.000. Đưa một. Đưa một. Khá giống, xong rồi có các bạn chơi trượt ván. Phía bên kia là bến Nhà Rồng các bạn ạ. Bây giờ thì bọn mình sẽ rời phố đi bộ Nguyễn Huệ và di chuyển ra phố Bia, một thư viện.